Úi dồi ôi, ta bảo hôm nay tao cố tao bán được 1.000 đơn thôi à? À đâu, hôm nay mình bảo là mình cố mình bán được 10 đơn. 10 đơn. Thế mà bây giờ đã 100 đơn rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. 85 đơn rồi, lên 100 đơn rồi anh chị em ơi. Bấm tay vào hàng cho mọi người, bấm luôn một nút mua. Hôm nay là anh em mình bảo là bán cố gắng được 10 đơn cho Mọi người, có một tin vui này. Có một tin vui nhá. Có một tin vui là 1 phút nữa sẽ giảm 10k cho đơn 100k. Thế là 200k được giảm 20k. Vâng. Đúng nhỉ? Có đúng không? Đúng không? Nhưng mà không biết, thấy có voucher. Thấy có voucher 8:30, 1 phút nữa thôi là sẽ có 50 mã giảm giá 10k cho đơn 100k. Mọi người có rồi đấy mọi người. 50 mã giảm giá trong đơn 100k. Mọi người đang rẻ. Bấm luôn vào giỏ hàng, bấm luôn vào nút mua cho em. Đến rồi. Bấm đã, tay giỏ hàng. Đã thế thì mua luôn combo. À thế phải phập combo cho rẻ. Ở đây nó có voucher giảm giá và có một voucher giảm giá nữa là 50 đơn sẽ giảm 10k cho đơn 100k. Ok chưa? Ui giời. Mại vô chị em ơi. Mại vô. Không thể cản phá. Tặng thêm gà. Quẩy đùi gà. Gà đùi quẩy. Đây, gà đùi quẩy đấy. Ngon. Ngon không? Ngon. Ngon thì phải làm gì? Ngon, bấm mua. Mua để làm gì? Mua về ăn thì còn mua để làm gì? Mua về để thưởng thức thì để làm gì đúng không? Đúng. Gọi là ngon nó để nói chung là từ ăn thì nghe nó dễ hiểu hơn, nhưng mà kiểu nó hoa mỹ hơn, người ta gọi là thưởng thức. Thưởng thức. Mình phải gọi là thưởng thức. Sao giật thế nhỉ? Mua combo rồi. Ui, điện giật. Tao đập được. Đâu, tao đập cái cúi giỏ này vào bàn đi. Đập cúi giỏ vào bàn. Ui ôi, như điện giật nó tê hết cả lên tận tay luôn. Sợ ma. Em biết anh tao. Đã đặt mặc dù gì đây? Đang có máy giảm giá nha mọi người. Anh biết gì chưa? Em hết tiền rồi. Cái con này sợ ma. Hết tiền thì bấm tay vào màn hình cho anh. Hết tiền thì bấm vào mã giảm giá. Đúng rồi, hết tiền bấm mã giảm giá. Bấm tay vào hàng nha mọi người. Định đặt cái gì? Ô, bay mất rồi. À, định đặt bánh trứng á? Không bán bánh trứng. Mệt mỏi. Bấm tay giỏ hàng nhé mọi người. Vẫn còn vào 20 đơn nữa. Còn 20 mã giảm giá nữa đúng không? Cái gì? Bán lợ không á? Thế bây giờ tôi hỏi các bà là các bà. Em cảm ơn chị dặn chân, nhờ chị bấm tay giỏ hàng đi. Rất mất thời gian với bà này. Bấm tay giỏ hàng giúp em nhé mọi người. Bấm tay giỏ hàng. Ghim lại cái thế nào. Im lại cái combo 5 gói này. Không thể cản phá tặng thêm gà 30k. Thế là lại được tặng thêm 30.000 nữa đúng không? Ừ. Được đấy nhỉ? Tặng thêm 30.000 đấy. Được đấy. Bấm tay giỏ hàng nhé mọi người. Bấm tay giỏ hàng nhé mọi người. Mua mà cứ được. Để mua cái gì? Khuyến mãi thế này, thích lắm này. Tôi muốn giảm cân mà không thành. Giảm cái gì mà giảm? Bây giờ em hỏi mọi người nhé. Bây giờ ăn mới có sức giảm cân chứ. Bây giờ mà cái thằng này nói đúng đấy, còn nói to. Ăn mới có sức giảm cân không? Cái như này, mọi người đừng giảm cân. Đàn ông bọn em thì để mà nói ngắm, nói thật ngắm thì thích ngắm những cô em gọi là cao một tí, trắng một tí, khúc nào ra khúc đấy một tí. Đấy là nói thật. Còn để mà yêu và lấy thì bọn em lại không lấy những cô bé mà không, bản thân em ấy, đây là bản thân em không nói với sở thích của người khác. Bản thân em là có vẻ hơi mũm mĩm một tí thì ôm nó mới khoái đúng không? Với ôm toàn xương thì cứ như kiểu là ngủ đêm ngủ giật mình sờ vào toàn xương lại tưởng là vợ ám sát, nó lại dắt dao ở sườn
thì bố thằng nào dám ôm, đúng không? No. Đúng. Nhá, không phải giảm cân nhá, không phải giảm cân.